Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái tình trạng cái ổ đĩa C của bạn á. Nó các bạn không có tải hoặc download cái gì mà nhưng mà cái dung lượng nó bị chiếm hết. Đó, ở đây nó cái ổ đĩa nó full đỏ luôn nha bạn. Nó chỉ còn có mấy trăm mê thôi. Mà trong khi mình vào phần download hoặc những cái file mình tải về là không có gì hết mà nó vẫn chiếm dung lượng. Đó thì cái cách xóa những cái file rác như thế nào thì các bạn chú ý xem video của mình nha. Rồi bước đầu tiên thì các bạn sẽ show file ẩn, các bạn vào My Computer nè. Đó, các bạn chọn folder option. Đó, các bạn vào phần view. Đó, các bạn sẽ tích vào show file ẩn nha. Đó, các bạn tích bỏ những cái tùy chọn nha. Để nó show toàn bộ cái file ẩn của các bạn, cái máy của các bạn ra nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào phần user. Đó, các bạn click phải chuột và chọn property. Đó, như vậy là cái dung lượng nó sẽ nằm ở phần user. Đó, các bạn sẽ tìm kiểm tra từng mục nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra phần application data. Rồi app data, chọn property. Đây, nó sẽ nằm trong mục này. Đó, rồi các bạn sẽ tiếp tục tùy chọn những cái thư mục nào mà nó chiếm dung lượng nhiều là nó những cái file rác là nó nằm ở trong đó. Đó, những cái file nào mà nó không có gì là nó hiển thị có mấy kilobyte hoặc là nó ghi không mê. Đó, như vậy là cái dung lượng cái OC nó nằm ở location. Đó, các bạn click file chuột và chọn property. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái folder local. Đó, các bạn tiếp tục kiểm tra những cái mục nào. Đó, thường là những cái phần mục rác như team. Đây. Đó, các bạn thấy không? Cái dung lượng nó đang nằm một này. Team thường là những cái file rác đó các bạn. Đó, toàn bộ trong đây. Các bạn cứ click phải chuột nè. Rồi bạn delete hoặc là các bạn chọn ship delete. Đó, delete thì các bạn chỉ xóa tạm thời, còn ship delete là xóa hẳn luôn. Đó, ở đây mình sẽ xóa tạm thời là mình nhấn delete. Rồi, các bạn skip tùy chọn bỏ qua. Đó, như vậy là 30 mấy GB nó chiếm file rác rất là nhiều. Bởi vì khi cái dung lượng ổ đĩa các bạn nó mau đầy là như vậy đó, toàn là những file rác không. Khi bạn lướt web mà các bạn tải file về rồi những cái file rác phải ẩn đó, khi các bạn xóa ở mục team ở phần local. Đó, như vậy là ở đây mình sẽ xóa cái thư mục rác sọt rác luôn. Đó, các bạn thấy không? Dung lượng chúng ta đã phục hồi 30 mấy GB là cái ổ mà nó full đỏ là nó bây giờ nó xanh lại luôn rồi. Đó, đây là cái cách để giúp các bạn khắc phục để các bạn xử lý khi mà cái ổ đĩa, cái dung lượng ổ đĩa các bạn đầy nha. Đó, bây giờ các bạn có thể tải và sử dụng thoải mái cái ổ C của mình rồi. Các bạn, khi các bạn xóa file rác thì nó dung lượng nó trống rồi. Rồi các bạn sẽ tắt file ẩn lại nha. Các bạn sẽ vào phần view rồi các bạn restore lại apply. Để chúng ta kết thúc cái quá trình xóa những file rác trên ổ đĩa C. Rồi, như vậy video đến đây cũng đã kết thúc nha bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.